Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023, là ngày Mother Day, tức là ngày của mẹ. Vân xin kính chúc cho mẹ của Vân và tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới được nhiều sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc bên con cháu. Nhân ngày đặc biệt này, Vân xin dành tác phẩm Mẹ tôi của tác giả Ngụy Vũ để dành tặng cho mẹ của Vân và dành tặng cho tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới. Và được sự chấp thuận của tác giả Ngụy Vũ, hôm nay Vân xin trình bày lại tác phẩm này kính tặng tới mẹ của Vân và tất cả các bà mẹ Việt Nam trên toàn thế giới. Tác giả Ngụy Vũ đã mở đầu tác phẩm này bằng một câu nói bất hủ: "Chúng ta đã hoài công đi tìm thánh nhân, nhưng thánh nhân chính là mẹ trong mỗi gia đình." Cứ mỗi lần đọc lại câu này thì nó lại ngấm vào lòng Vân một chút. Và mỗi ngày như vậy, Vân yêu cái tác phẩm này khi nào cũng không biết. Vân xin chân thành cảm ơn tác giả Ngụy Vũ đã cho Vân có cơ hội trình bày lại tác phẩm của anh. Bây giờ, Vân xin giới thiệu đôi chút về tác giả Ngụy Vũ. Ngụy Vũ sinh quán tại Sài Gòn, Việt Nam. Sau năm 1975, ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền đến Malaysia. Ông sống trong trại tị nạn. Ông tái định cư tại Hoa Kỳ. Ông chính thức vào ngành truyền thông vào năm 1995 tại California. Năm 2002, ông trở thành một nhà hoạt động cho thuyền nhân Việt Nam. Ông bắt đầu dự án Hành Trình Thiền Nhân, sưu tập các câu chuyện vượt thoát từ những nhân chứng sống. Ông hiện là Resident of the King Radio tại Washington DC. Đã có rất là nhiều người nói về tác giả Ngụy Vũ, nhưng ngày hôm nay trong tác phẩm Mẹ tôi, tác giả Hồ Huấn Cao đã nói Ngụy Vũ, người có trái tim như những ngọn lửa, chia sẻ với từng số phận Việt Nam. Và với trái tim rực lửa này, Ngụy Vũ đã khởi động chương trình cuộc thi viết về mẹ trên nhật báo của Vietherald. Khởi động của Ngụy Vũ về người mẹ với tôi như một mồi lửa, một ngọn lửa linh thiêng, tình cảm truyền thống. Sự thổi bùng ngọn lửa tình mẹ thiêng liêng này bởi Ngụy Vũ không chỉ nhắc nhở cho những đứa con vì bươn chải lo toan đời thường, nhãn quên tình mẹ, mà nó còn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn. Tôi có cảm tưởng Ngụy Vũ sinh ra để sống và sống vì người và sống cho người. Nói cách khác, tôi nghĩ phải chăng Thượng Đế đã ký thác trong anh một trái tim lớn, trái tim sống vì kẻ khác. Những năm tháng dõi theo hành trình bầm dập khó khăn của Ngụy Vũ, đôi lần tôi đã tự hỏi, phải chăng người thanh niên mang tên Ngụy Vũ được sinh ra để sống cho đám đông, cho kẻ khác? Phải chăng Thượng Đế đã ký thác trong anh một trái tim lớn, trái tim như những ngọn lửa chia sẻ, nhắc nhở những tình cảm thiêng liêng của từng số phận Việt Nam hôm nay và ngày mai? Nhưng hiện tại, khi có trên tay tuyển tập viết về mẹ với những bài viết chọn lọc, tiêu biểu cho những người con vẫn còn hay đã mất mẹ, dù đang lưu thân ở xứ người hay đang vật lộn giữa quê nhà, tôi thấy đây là một tác phẩm vĩ đại. Vĩ đại theo nghĩa chỉ một tiếng mẹ không thôi đã tự thân là một kỳ quan trên bất kỳ mọi thì kỳ quan trên thế giới. Đó không ai khác hơn là Ngụy Vũ, người thanh niên, linh hồn của tác phẩm viết về mẹ. Hôm nay đã cho tôi câu trả lời dứt khoát rằng, theo tôi, đúng là Thượng Đế đã ký thác trong tim anh một trái tim lớn, trái tim như những ngọn lửa chia sẻ, nhắc nhở những tình cảm thiêng liêng của từng số phận Việt Nam hôm nay và ngày mai. Cá nhân tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn anh Ngụy Vũ. Ngụy Vũ, linh hồn của Ngài Thuyền Nhân. Ngụy Vũ, linh hồn của chuyện kể Hành Trình Biển Đông. Và Ngụy Vũ, linh hồn tuyển tập viết về mẹ hôm nay. Đó là những cái suy nghĩ của tác giả Hồ Huấn Cao đã viết về Ngụy Vũ, cũng như Vân khi có trên tay tuyển tập viết về mẹ với những bài viết chọn lọc như vậy. Vân xin
được bày tỏ lòng biết ơn Nguyễn Vũ đã cho ra đời một cái tác phẩm rất là tuyệt vời, và Vân xin được trình bày lại những mẫu chuyện trong tác phẩm này để Hồng lưu giữ lại những cái gì mà anh Nguyễn Vũ đã cống hiến cho đời và cho xã hội. Bây giờ Vân xin được trình bày mẫu chuyện đầu tiên mang tên Mẹ Tôi. Mẹ tôi tóc xanh điểm bạc tháng ngày, mẹ tôi u buồn nặng trĩu đôi vai. Xin mượn hai câu trong nhạc phẩm Mẹ Tôi để mở đầu bài viết của tôi về mẹ. Mẹ tôi, một bà mẹ Việt Nam thuần tí, xuất thân từ một gia đình dòng dõi về làm dâu cho một gia đình vọng tộc. Nhưng chiến tranh đã biến mẹ tôi trở thành một quá phụ nửa chừng xuân. Bom đạn đã cướp mất của mẹ tôi một người chồng mẫu mực. Trong tiềm thức, tôi nhớ rất rõ ngày tang tóc đó đổ lên gia đình tôi. Biến cố xuân Mậu Thân, mẹ lặng câm ôm sát chồng. Mẹ không khóc, không gào, không thét, nhưng trong đôi mắt tê dại của mẹ, tôi đọc được nỗi đau tận cùng. Mẹ gần như điên loạn sau cái chết của ba. Từ đó, trong căn nhà u uất hẳn, mẹ lặng lẽ, mẹ không nói, không cười, chỉ biết một tay nuôi đàn con ba để lại. Ngoài một tâm hồn thơ văn, mẹ không có một nghề tay trái. Nhưng sau cái chết của ba, mẹ đã đứng lên vì con. Mẹ đã làm tất cả, sớm hôm tần tạo bán buôn, nuôi dạy con. Những giọt mồ hôi của mẹ cho con tiếp tục đến trường. Những u sầu của mẹ dạy con thành người. Có một đôi điều làm tôi thắc mắc: ba chết mà sao mẹ không khóc, kể cả khi đưa ba ra nghĩa trang? Sự đau khổ đã làm lòng mẹ băng giá đến thế ư? Nhưng tôi đã lầm. Những đêm chợ giấc không thấy mẹ bên cạnh, tôi tìm mẹ. Trời hỡi, mẹ tôi đấy ư? Mẹ quỳ bên bàn thờ của ba rồi nhẩm nhẩm, mắt ràn rụa, tiếng nấc đứt đoạn. Lòng tôi tê cứng, hình hài mẹ tôi thu nhỏ lại, mái tóc đen nhánh ngày xưa giờ đã điểm vài sợ bạc. Nụ cười mẹ thật tươi, thật duyên dáng, nhờ chiếc chân khển cũng đã mất dần theo năm tháng khổ đau. Vết chân chim đã bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt của mẹ. Đôi mắt ngày ba còn sống, ba thường đùa, mắt nai ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Mẹ ơi, con thương mẹ quá, mẹ đã vì con mà bỏ đi một quãng đời thanh xuân của mẹ. Mẹ thay ba hoàn thành hai bổn phận, một là của ba, một là của mẹ. Đôi vai mẹ gầy yếu quá, đôi tay mẹ bé nhỏ quá, thế mà mẹ vẫn cố hết sức mẹ để ban ngày tần tạo bán buôn, để đêm về gặp mình bên di ảnh của ba, dở từng bài thơ của ba, đoạn văn của mẹ, tài mần mề vuốt đi vuốt lại từng chiếc quần, chiếc áo của ba, nâng niu ôm chặt vào lòng với những dòng nước mắt đậm ướt kỷ vật. Con không chịu đựng nổi, tim như muốn xé tung trong lòng ngực, hét lớn: mẹ ơi, mẹ đừng sống như thế, ba không còn, nhưng bên mẹ chúng con vẫn còn đây. Mẹ đừng tự đọa đày mẹ nữa, mẹ ơi. Mẹ ngẩn ngơ nhìn tôi, đôi mắt mẹ lạc thần sắc. Mẹ ôm tôi vào lòng, nức nở và liệm dần trong vòng tay của tôi. Sau lần ấy, tôi thấy mẹ hầu như đã lấy lại một chút bình thường. Môi mẹ thoáng có một vài nụ cười, nhưng vẫn là nụ cười buồn. Tôi ngỏ ý bỏ học để theo phụ mẹ. Mẹ nghiêm khắc nhìn tôi: không được, phải học, đó là tâm nguyện của ba. Rồi cứ thế, năm tháng qua đi, các con của mẹ đã thành người lớn. Con càng lớn, trách nhiệm của mẹ lại càng nặng hơn. Bây giờ mẹ không lo con đói cơm, không sợ con mẹ bỏ học. Mẹ lại sợ một điều quan trọng hơn. Mẹ sợ những chuyện tình cảm riêng tư làm hỏng con mẹ, dù mắt mẹ ngày càng u uẩn sâu lắng hơn. Tôi là đứa con gái độc nhất của mẹ, mẹ lại phải để ý đến tôi nhiều. Tôi thương mẹ quá. Con gái mới lớn thường hay tâm sự với mẹ. Mẹ dạy tôi, con gái phải nết na thùy mị, con gái phải chín chắn trong tình cảm, khôn 3 năm dạy 1 giờ.
Đó là câu nói của mẹ, tôi thuộc nằm lòng như một tâm nguyện. Khi đến tuổi cập kê, mẹ để ý đến tôi nhiều hơn. Mẹ sợ tôi chìm vào cơn mê tình ái, thoát không ra, hết một đời con gái. Thấy mẹ cứ lo cho tôi mãi, tôi nói với mẹ, con sẽ ở với mẹ suốt đời. Mẹ mắng yêu, đừng có nói dai, rồi con sẽ có một người chồng xứng đáng. Đúng thế, người yêu và là người chồng của tôi, mẹ rất hài lòng. Có điều mẹ đã băn khoăn lo sợ cho tôi. Mẹ sợ con sẽ khổ, nhưng tùy con đã yêu, đã chọn, mẹ tôn trọng con. Ngày vu quy của tôi, mẹ rạng rỡ hẳn lên, mẹ vui vì con mẹ đã thật sự trưởng thành. Trong nỗi vui của mẹ, còn phảng phất một nét lo, lo cho cuộc đời của tôi. Mẹ không muốn con gái mẹ có một số phận như mẹ. Mẹ thường ôm tôi và nói, con là bản sao của mẹ, nhưng mẹ vẫn hy vọng cuộc đời con không phải là cuộc đời của mẹ. Lấy chồng rồi, tôi vẫn ở với mẹ. Chồng tôi là quân nhân, rày đây mai đó. Mẹ nhìn chúng tôi hạnh phúc, mẹ vui lắm. Năm 1971, tôi theo chồng vào Nam. Tôi muốn đưa mẹ vào Sài Gòn, mẹ không chịu. Mẹ muốn ở mãi trong căn nhà có hình bóng của ba. Con cứ yên tâm theo chồng, hai em con cũng đã lớn rồi, mẹ sắp có dâu, chúng nó lo cho mẹ. Thỉnh thoảng mẹ vào thăm các con và cháu, có thể các cháu mang sắc nét của ông ngoại. Mẹ nhìn cháu mà nói, mẹ hiền hòa nhân hậu. Tuổi xế chiều của mẹ, mẹ bắt đầu cầm lại bút viết, viết nhật ký cho con, cho cháu, viết hồi ký của ba mẹ. Mỗi lần mẹ viết, tôi thấy mẹ say mê, vui trẻ hẳn ra. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ sống quãng đời còn lại với văn chương thi phú. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ dở tập thơ Giải khăn xô cho Huế của thi sĩ Nhã Ca, hoặc nghe nhạc Trịnh hát trên những xác người. Những lần như vậy, tôi thấy tiếng thở dài của mẹ, mắt mẹ lại ngấn lệ sầu. Mẹ nhớ ba, nhớ cái tang chung của con dâu nước Việt. Những năm kế tiếp, cuộc chiến tăng tốc. Khe Sanh, An Lộc, Gia Linh, Quảng Trị, Tống Lê Trân sôi động đỉnh cao. Tôi về Huế xin được đón mẹ vào ở Sài Gòn. Mẹ không chịu, đây là núm ruột của mẹ, mẹ không đành rứt rời con ơi. Mẹ lo liệu được, tôi biết mẹ không nỡ rời căn nhà có ba, có mẹ, có chị em tôi. Đó là kỷ niệm, đó là gia tài của mẹ. Năm 1974, oan nghiệt đổ xuống tôi, chồng tôi tử trận. Đưa tin về, tôi sửng sốt, tê cứng, tất cả chạy lên. Tổng y viện Cộng Hòa nhận xác chồng, một hình hài nhào nát, một thân thể bấy nhầy. Tôi chỉ biết ôm xác chồng mà lặng câm, nước mắt không còn chảy nổi nữa rồi, đắng cả cổ họng, tim như muốn ngừng đập. Trong đầu tôi nổi cộm một dấu hỏi, tại sao, tại sao? Tại chiến tranh tất cả, chiến tranh độc ác, chiến tranh đáng nguyền, chiến tranh đáng nguyền rủa, chiến tranh đã cướp đi mẹ tôi một người chồng, chiến tranh bắt tôi làm quá phụ. Mẹ ơi, tại sao số phận của mẹ lại cũng là số phận của con hả mẹ? Mẹ con mình có chung một định mệnh gì mà khắc nghiệt thế này hả mẹ? Tiếng mẹ tôi gào lên, trời ơi, sao con tôi khổ đến thế này? Tôi ngẩng đầu để thấy mẹ hai tay đưa lên trời, ràng rụa nước mắt. Nước mắt ngày xưa chôn tận đáy lòng, nước mắt ngày nay khóc cho con được ùa vỡ như những mảnh vụn pha lê đâm vào tim. Mẹ ôm chặt tôi, con mẹ khổ quá, chưa tới 30 mà trở thành cô phụ. Mẹ làm gì cho con đây hả con? Tôi ôm mẹ khóc nức nở. Số phận mẹ ơi, mẹ nói đúng, con là bản sao của mẹ. Có thế này con mới thấu hiểu hết nỗi đau ngày xưa của mẹ. Nhưng mẹ can đảm hơn con, mẹ nghị lực hơn con. Với ba đứa con, ba để lại, mẹ đã chu toàn, đứa nào cũng được học. Đứa có chồng, đứa có vợ, một tay mẹ dựng lên. Vậy tôi cũng sẽ như mẹ, nghị lực can trường, đứng thật vững để nuôi đứa con trai 2 tuổi và một cháu bé đang hình thành trong cơ thể tôi sau cái chết của con rể.
Mẹ ở lại với tôi, an ủi, vỗ về tôi. Có mẹ bên cạnh, tôi như có thêm sức mạnh để có những giây phút lắng đọng. Khi mẹ trở lại Huế, tôi lại rơi ngay vào tình trạng ngày xưa của mẹ. Tôi lục lạo, tôi lao sao, tôi tìm kiếm dư hương của chồng. Rồi cũng như mẹ, tôi đã có những đêm thức trắng ngồi bên bàn thờ chồng mà quay quắt, mà ngậm ngùi. Cứ thế tôi ngã bệnh. Mẹ lại vào nuôi bệnh tôi. Mẹ rất sợ tôi chết. Mẹ là tôi là mẹ. Mẹ luôn miệng nói như vậy. Mắt mẹ mờ dần theo đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Mẹ ôm tôi, mẹ thương con quá con ơi. Giá như trời cho mẹ chết thay cho chồng con, mẹ cũng vui mà chết. Bụng mang dạ chữa như ri, mẹ làm sao chịu nổi. Tình thương mẹ dành cho tôi quá rộng lớn, quá bao la. Con sẽ sống, sống can đảm như mẹ. Mẹ đừng quá lo cho con nữa, mẹ nhé. Tuổi mẹ không còn trẻ nữa đâu mẹ à. Con phải khỏe để lo cho mẹ nữa chứ. Tôi cố vui trở lại để mẹ yên tâm về Huế, cưới vợ cho cậu em Út. Mẹ về Huế, nhưng lòng dạ mẹ để lại với tôi, vì mẹ quá thương tôi, thương cháu ngoại coi cút. Mẹ ngã bệnh, tôi bỏ Sài Gòn, đem con về Huế ở với mẹ. Mẹ là tôi là mẹ. Cuộc đời mẹ trải dài năm tháng với những đau thương mất mát. Mẹ khóc chồng, khóc con, khóc thương đứa cháu chưa ra đời đã mồ côi cha. Mẹ cứ sống mãi trong vòng luẩn quẩn, nghĩ suy. Yêu thương con, bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm. Rồi cuối cùng mẹ bỏ các con mà đi. Mẹ ơi, mẹ bỏ con lại sao mẹ? Tôi ôm mẹ khóc như chưa từng được khóc. Mẹ bất động, hai tay buông xuôi. Hết rồi, hết thật rồi. Mẹ đã thoát ra ngoài quỹ đạo giông tố cuộc đời. Mẹ về với ba. Mẹ ơi, đã nhiều mùa vu lan đi qua trong cuộc đời con. Con không cài bông hồng trắng lên ngực áo. Bông hồng con dành cho mẹ chính là trái tim của con. Mẹ ơi, con thương mẹ, con nhớ mẹ. Nhớ nhất những câu nói ngày xưa của mẹ. Con là bản sao của mẹ. Mẹ là con là mẹ. Vâng, đúng thế các mẹ ạ. Mẹ và con cùng có chung một định mệnh. Hình mẹ không còn trên trần thế, nhưng bóng mẹ luôn ở trong con. Con xin được làm cái bóng bên mẹ, mẹ ơi. Ngày giỗ của mẹ. Tôi đã yêu một thiên thần, viết cho người tôi yêu thương gọi là mẹ, viết cho cả những người mẹ đáng kính trên cõi đời này. Dù cho họ có đọc được hay không, trên trời cao có muôn vàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa, chim trời có muôn ngàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em có một trên đời. Tập 1 trong tác phẩm Mẹ Tôi, tác giả Nguyễn Vũ, vừa mới kết thúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa, Vâng xin kính chúc cho mẹ và tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới có một ngày Mother Day thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều an lành. Mỗi ngày đều giống như vậy. Vâng xin chào và hẹn gặp lại ở những tập kế tiếp. I love you, Mom.